có cách đầy thôi. Khi mở sáng lên một chút xíu tối luôn. Và phòng tắm nghiêng nữa, tắm nghiêng nữa. À, con làm gì vậy? À, con cũng nghiêng nữa. Con chơi kìa, con chơi. Phòng tắm nhảy nè. À, chuẩn bị bài thứ hai nhảy đi. Nhảy nè. Đi. Đứng dậy nhảy, bắt đứng dậy. Balloon. Ai á? Con gì á? Con gì á bắp? Con gì vậy? Con gì á? À nhảy nhảy nhảy. Rồi, em cô qua để nhảy. Nhìn qua màn hình kìa. Con nhảy vô chấm vô trong đó coi. Rồi, để cho mở lại bài đầu tiên đi nha. Rồi. Đứng dậy, bắt đứng dậy chuẩn bị nè, chuẩn bị nè, mình chuẩn bị nha. Rồi, chuẩn bị lại nè. Rồi. Rồi bắt nhảy theo đi. Con nhìn tâm nữa. Coi coi. Kìa, nhìn cho Hùng Tâm nhìn cái màn hình kìa, nhanh lên. Sao con che màn hình vậy? Che bên này nữa. Nghiêng bên kia nữa. Nghiêng vậy à?
bắp Nhi. Nhi bên kia nữa bắp. Nhi có bên nào đợt mấy bảo Nhi bên kia nữa. Không có người mấy đứa con. Thế rồi. Thôi không có chơi cái đó.